Xin chào các bạn, trở lại với kênh Net Media CCTV chuyên mục Kiến thức máy tính. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục chia sẻ về những kiến thức Google Sheet, App Brief và Web App. Ở trong clip này, mình chia sẻ đến các bạn một project nhỏ, đó là dùng để kiểm tra sự trùng lặp của một trường input và dữ liệu ở trên một cột trên sheet Google. Đầu tiên mời các bạn nhìn lên màn hình xem ví dụ mình đã thực hiện. Ở bên tay trái của chúng ta là một Google Sheet và dữ liệu trên cột A và trên sheet là data. À, phía bên tay phải mình có xây dựng một cái form nhỏ gồm có một cái trường input để nhập họ và tên, một cái button kiểm tra và phía dưới này là một cái khung để chúng ta hiển thị thông báo. Thì khi chúng ta nhập dữ liệu vào cái khung ở trên này, họ và tên, các bạn click button kiểm tra thì nó sẽ quét ở trên cái cột A này, và nếu như nó trùng thông tin thì nó hiển thị cái tên của người trùng này đã được sử dụng ở phía bên cái khung bên dưới này đây. Ví dụ mình điền thêm một cái tên khác và mình kiểm tra vì tên này á, nội dung không bị trùng nên nó báo là nội dung hợp lệ. Trong trường hợp này mình sẽ nhập thêm thông tin vào trên cái cột A sheet data này, và mình cũng để nguyên cái tên này, sau đó mình click button kiểm tra thì các bạn sẽ thấy tên Lê Tuấn này vừa được thêm vào bên sheet data thì sẽ được báo rằng là đã được sử dụng. Ok, như vậy việc mà chúng ta sử dụng App Brief để viết một cái form kiểm tra tính trùng lặp nội dung ở trên một cái sheet của SB Research, sau đó hiển thị thông báo ngược và lại trên web app như thế nào, sau đây mình sẽ chia sẻ để các bạn có thể thực hiện nha. Đầu tiên thì các bạn trên OneDrive thêm mới cho mình một cái Google Sheet kiểu mà trống loại lăng SB Research để chúng ta ghi dữ liệu ở trên cột A. Thì ở cột A này mình sẽ dùng để ghi dữ liệu họ và tên. Ở sheet 1 sẽ đổi tên lại thành data. Chúng ta sẽ đặt lại tên cho app brief này nha. Xong rồi xóa code cũ đi. Đây là code ở trên cái trang code.js. Thì ở đây các bạn sẽ thấy chúng ta có một cái hàm doGet dùng để giao tiếp dịch vụ HTML và hiển thị cái trang index này lên trên trình duyệt browser. Nên chúng ta sẽ copy cái tên index này nè, các bạn tạo mới một cái HTML và paste cái tên nó vào. Và đây là code của trang index. Trong trang index này thì các bạn sẽ thấy chúng ta có include một cái trang nữa gọi là CSS. Copy, tạo mới cái trang CSS này luôn. Đây là trang để chúng ta viết giao diện cho cái form nha các bạn. Và đây là code của trang CSS. Sơ qua code thì ở hàm trên này mình nói rồi. Còn cái hàm này dùng để include một cái trang khác vào trong một cái trang. Sử dụng hàm include vào file name. Phía dưới này là một cái hàm check duplicate. Và bên trang index thì chúng ta có một cái trường nè và một cái button. Và phía dưới này là một cái div dùng để hiển thị cái thông báo. Cuối cùng là một cái script dùng để check input nữa. Cái script này nó sẽ tương tác với cái code ở bên trên cái hàm check duplicate này ở bên trang code.js nha các bạn. Hai bên này nó sẽ liên kết với nhau. Ok, xong rồi chúng ta lưu lại. Lúc này các bạn click vào Deploy nè, chọn New Deployment để chúng ta sẽ triển khai cái dự án này. Do dự án của chúng ta là trên nền tảng web app nên các bạn click vào bánh răng chọn là web app thôi. Và mô tả version 1 và anyone để ai có được cái URL web app này đều có thể truy cập được ha. Rồi chọn Deploy thôi, cấp quyền. Rồi bây giờ chúng ta đã có một URL của web app và nè, chúng ta copy nè. Chúng ta mở trình duyệt lên hoặc là gửi cho người khác nha. Paste vào đây, bạn cũng có thể embed vào trong blog hoặc là website. Trên kênh mình cũng đã có hướng dẫn những cái cách để bạn embed nó vào. Có nghĩa là chèn vào các bạn.
mình chia đôi màn hình, một bên đây là Express, một bên đây là cái form để kiểm tra. Thì đầu tiên á, mình sẽ nhập một cái tên bất kỳ, bạn hoàn toàn nhập được chữ thường hoặc là chữ in hoa nha. Sau đó mình kiểm tra, dĩ nhiên là tên này sẽ hợp lệ, bởi vì trên cái sheet data của Express chúng ta không có tên này. Sau đây mình sẽ thêm tên Quỳnh Minh Trung này vào bên cái sheet data. Lúc này các bạn sẽ check lại cái tên này xem có trùng lặp hay không nha. Kiểm tra lại nè. Thì bạn thấy tên Quỳnh Minh Trung đã được sử dụng nha. Tương tự như vậy, bạn thêm tên là Lê Ngọc Tròn chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ tìm bên đây. Kiểm tra. Thì tên Lê Ngọc Tròn cũng đã được sử dụng. Mình tìm tên là Lê Hưng xem nha. Thì các bạn sẽ thấy Lê Hưng sẽ được hợp lệ do không có được sử dụng. Và bên này Lê Hưng nhập vào, chúng ta sẽ kiểm tra lại, thì Lê Hưng sẽ được sử dụng. Đó. Như vậy ở trên đây mình vừa chia sẻ đến các bạn cách chúng ta tạo một cái form nhỏ dùng để kiểm tra tính trùng lập dữ liệu ở trên một cái cột nào đó của Express. Các bạn có thể áp dụng script này á vào trong các cái project khác của các bạn để các bạn làm xây dựng một cái hàm nhỏ trên đó, và khi các bạn submit thì các bạn gọi cái hàm kiểm tra này trước xem như thế nào, có tính trùng lập hay không, và các bạn có thể đặt là nếu như là có sự trùng lập thì sẽ không được submit, và có thể đặt nhiều cái điều kiện cho các cái trường khác nhau nha các bạn, thì các bạn áp dụng nó để phát triển lên thêm. Đến đây clip xin được kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo.